Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19:45 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023 sẽ có những nội dung chính sau đây. Thành phố Phan Rang Tháp Chàm sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị do Ban công tác mặt trận quý 1 năm 2023. Ninh Thuận với định hướng phát triển nền kinh tế nông nghiệp. Cục Quản lý Thị trường tổ chức tiêu hủy các loại hàng giả, hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12 gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố Phan Rang Tháp Chàm trong nửa nhiệm kỳ qua, tuy gặp nhiều khó khăn, nhất là dịch COVID-19, nhưng với sự quyết tâm cao, thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã có 7 trên 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,75%. Tổng thu ngân sách đạt hơn 8.700 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 97,7 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 3,11%. 100% xã phường trên địa bàn thành phố vững mạnh về an ninh quốc phòng. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tiến bộ. Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng nghiêm túc, có đổi mới, phù hợp với tình hình của địa phương. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đội ngũ cán bộ từng bước được củng cố, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên, vai trò giám sát phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng thiết thực hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực mà Đảng bộ thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, thành phố Phan Rang Tháp Chàm phải xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ này là hướng đến xây dựng thành phố thông minh để theo kịp xu hướng phát triển không chỉ trong nước mà thế giới. Từ đó, tạo động lực cho thành phố phát triển. Qua mô hình đô thị thông minh mà thành phố đang triển khai thực hiện, sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển thiết yếu của người dân trên địa bàn, để thành phố Phan Rang Tháp Chàm phấn đấu là thành phố đáng sống của tỉnh và cả nước. Bên cạnh đó, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, thành phố phải hoàn thành 7 tiêu chí còn lại của đô thị loại 2, mà chỉ tiêu quan trọng nhất là nâng cao thu nhập người dân. Muốn làm được điều này, thành phố phải đầu tư đồng bộ về hạ tầng, kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư vào thành phố để đưa Phan Rang Tháp Chàm trở thành trung tâm dịch vụ như nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12 đã đề ra. Các mục tiêu này rất lớn, muốn triển khai thực hiện được là không phải một sớm một chiều chúng ta làm được đâu. Trong khi đó là cái kết quả mà chúng ta đạt được đến năm 2020 qua thì nó còn rất là thấp so với lại mục tiêu chúng ta đề ra. Ví dụ như là thu nhập bình quân đầu người thì đến năm 2 là chúng ta mới chỉ đạt được 97,6 triệu trên cái mục tiêu là 192,3 triệu của nghị quyết. Đây là một con số 50% mà để các chỉ tiêu khác các đồng chí có thể quyết tâm đầu tư, tập trung chỉ đạo cái này thì chúng ta thực hiện được. Nhưng mà cái chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người nó đòi hỏi là đây là một chỉ tiêu tổng hợp. Đòi hỏi chúng ta phải đồng bộ nhiều cái khâu, nhiều lĩnh vực thì mới thúc đẩy đưa cái đời sống nhân dân, thước đo về cái đời sống vật chất tinh thần nhân dân nó nằm ở chỗ này, nên là rất là quan trọng. Cái thứ hai là tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến nay chúng ta mới đạt được 2020 là đạt được có 4.030 thôi. Trong khi đó chỉ tiêu chúng ta là tới hơn 27.000, cao. Đây là con số rất là thách thức để chúng ta huy động cái nguồn lực này. Đó. Song song với đó là các cái nguồn lực, cái thế mạnh trên địa bàn của thành phố, đó là nguồn lực đất đai, nguồn lực về các cái tài nguyên, nguồn lực về trung tâm, mình là một cái trung tâm về
văn hóa, chính trị, kinh tế, nhất là trung tâm dịch vụ của cả tỉnh, là chúng ta cũng chưa khai thác một cách hiệu quả. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cũng đề nghị Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm thông qua hội nghị lần này cần nghiêm túc phân tích và làm rõ thêm nguyên nhân, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, nhanh chóng khắc phục những hạn chế yếu kém, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm giải quyết tốt vấn đề môi trường của thành phố. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho 2 tập thể, 6 cá nhân thuộc Đảng bộ thành phố Phan Rang Tháp Chàm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2018-2022. Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2023, chiều nay Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận quý 1 năm 2023. Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm đồng chủ trì hội nghị. Trong quý 1, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả toàn diện các nội dung chương trình công tác đề ra với 10 nhóm kết quả nổi bật như xây dựng kế hoạch, tổ chức lựa chọn đăng ký, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2023 trong hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở, chủ trì, phối hợp, tổ chức tiếp nhận, phân phối từ các tổ chức cá nhân, ủng hộ trên 70.909 xuất quà Tết với tổng trị giá trên 22.738 tỷ đồng. Xây tặng và tổ chức bàn giao 160 căn nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn về chỗ ở, 46 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 2,3 tỷ đồng. Tổ chức thành công các buổi họp mặt đại biểu đại diện nhân sĩ trí thức, chức sắc các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, họp mặt kiều bào đại diện thân nhân kiều bào, họp mặt đồng hương Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức thành công hội nghị ký kết và triển khai thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026, hội nghị ký kết chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 7 huyện, thành phố và 65 xã phường, thị trấn, phối hợp tổ chức thành công ngày hội biên phòng toàn dân năm 2023, chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển năm 2023, tổ chức 283 hội nghị lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi trong hệ thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật và nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá hoạt động của mặt trận các địa phương có nhiều khởi sắc, tiến bộ và đạt được những kết quả quan trọng trong quý 1 năm 2023. Kết quả đó đóng góp tích cực, ý nghĩa vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Chỉ rõ một số những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị thời gian tới, mặt trận các địa phương tiếp tục tranh thủ tối đa sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của chính quyền, đặc biệt là khai thác sức mạnh của các tổ chức thành viên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt, kiên trì, theo đuổi tới cùng để có những sản phẩm cụ thể, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của mặt trận, phát huy tốt vai trò của các tổ chức tôn giáo, người có uy tín, nắm chắc tình hình nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong các kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Chiều nay, đoàn giám sát số 1 Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, chủ trì buổi làm việc với Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn về thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục giai đoạn 2018-2022. Năm học 2022-2023, nhà trường có 71 cán bộ giáo viên, nhân viên, giảng dạy 714 học sinh, học tại 25 lớp. Cơ sở vật chất trang thiết bị tương đối đầy đủ, đội ngũ cán bộ giáo viên đảm bảo về trình độ chuyên môn, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tại buổi làm việc, trường kiến nghị sớm tổ chức thi xét nâng hạng giáo viên trung học phổ thông, có cơ chế về kinh phí cho hoạt động đặc thù của trường chuyên, cung cấp trang thiết bị dạy học cho các phòng học bộ môn âm nhạc và mỹ thuật, hoàn thiện đường vào cổng chính. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn nỗ lực trong giảng dạy để học sinh phát triển toàn diện, tăng cường mối liên hệ giữa ba chủ thể, nhà trường, gia đình và xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục, rà soát, đánh giá, lên kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu dạy và học.
đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong công tác quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học, còn đánh giá kiểm định chất lượng để hoàn thiện, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ nhà trường giải quyết các kiến nghị vướng mắc về thi nâng bậc cho đội ngũ giáo viên, xây dựng quy chế đặc thù dành cho trường chuyên và chính sách thu hút đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao về giảng dạy tại trường. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật phòng thủ dân sự. Đồng chí Đàn Thị Mỹ Hương, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự thảo luật phòng thủ dân sự gồm 7 chương 57 điều, quy định nguyên tắc hoạt động phòng thủ dân sự, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức cá nhân trong hoạt động phòng thủ dân sự, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm thực hiện phòng thủ dân sự. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành đều thống nhất về sự cần thiết ban hành luật và cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo luật, đồng thời góp ý một số nội dung như cần chỉnh sửa câu từ cho chính xác, đúng quy định của pháp luật, các quyền và nghĩa vụ phải hài hòa. Một số ý kiến cho rằng dự thảo luật có phạm vi điều chỉnh rộng, cần rà soát kỹ để việc áp dụng luật phòng thủ dân sự và các luật chuyên ngành khác phải đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo, cần làm rõ vấn đề huy động nguồn quỹ phòng thủ dân sự, quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương và địa phương trong công tác phòng thủ dân sự. Bổ sung quy chế phối hợp khi tình huống khẩn cấp xảy ra, làm rõ vai trò chức năng thường trực phòng thủ dân sự, tìm kiếm cứu nạn của cơ quan quân sự các cấp. Thưa quý vị và các bạn, là vùng đất khát khô, khắc khổ và nghèo khó, nhiều cát trắng đầy nắng gió và lắm xương rồng. Tuy nhiên, sau 31 năm, Ninh Thuận đang phát triển một nền nông nghiệp theo hướng đặc thù riêng có. Đặc biệt, những thành tựu của kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng chuyển giao nhân rộng phát triển các giống cây trồng vật nuôi đang giúp Ninh Thuận tạo ra rất nhiều giống cây trồng vật nuôi mới, giúp người nông dân không chỉ xóa đói giảm nghèo mà còn có thể vươn lên làm giàu từ nông nghiệp. Nhân kỷ niệm 31 năm ngày tái lập tỉnh, 1 tháng 4 năm 1992, 1 tháng 4 năm 2023, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Sản xuất nông nghiệp ở địa phương này đã có sự thay đổi rõ rệt sau 31 năm tái lập tỉnh. Người nông dân ở đây bây giờ không chỉ canh tác cây tỏi, cây nho một cách đơn thuần, mà họ đã tạo ra sản phẩm tỏi nho có thương hiệu. Đặc biệt là xây dựng mối liên kết tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị gắn với du lịch trải nghiệm, giúp khẳng định chỗ đứng của các sản phẩm nho tỏi Thái An trên thị trường. Chất lượng của nó rất tốt, mẫu mã đẹp, giá cả cao, cho nên là thị trường có thể là họ chấp nhận giá như giá gấp 5 gấp 7 lần của giống nho hiện truyền thống ở địa phương. Với những thành tựu của công tác nghiên cứu khoa học sau 31 năm, chỉ tính riêng cây nho, người nông dân Ninh Thuận đang có rất nhiều sự lựa chọn để phát triển. Vì chỉ trong 3 năm trở lại đây, ngành nông nghiệp Ninh Thuận liên tục công bố xác nhận và đưa vào trồng đại trà các giống nho mới cho năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao. Trong đó, giống nho NH01152 và giống nho đen không hạt NH04102 đang được định hướng phát triển để xuất khẩu. Cho nho đỏ cũ thì giá 30 tấn có 30 triệu à. Nho xanh tấn 40 có 40 triệu à. Thì nho đây thì 1 tấn thì 200 triệu. Ngày mất vuông mà bán 400 triệu tiền nho thì quá ngon. Đâu có gì thu hoạch làm bằng đâu qua màu nào. Không chỉ trồng trọt, việc phát triển chăn nuôi của nông dân Ninh Thuận ngày nay cũng khác xưa rất nhiều. Để nuôi một lứa vịt thay vì mất 2 tháng rưỡi như trước, ngày nay nông dân chỉ mất 45 ngày. Tại trang trại này, vịt được nuôi theo hướng công nghệ cao, ăn, ngủ, nghe nhạc đều phải theo quy trình kỹ thuật. Qua đó, giúp vịt lớn rất nhanh và siêu nạc. Mình nuôi vịt công nghệ cao ở đây nó có khác một chỗ bên ngoài, đó là hàng ngày là đều cho vịt nghe nhạc. Có bác sĩ theo dõi, ví dụ hàng tuần là bác sĩ theo dõi cái tăng trọng của vịt. Tầm 40 đến 45 ngày là bắt đầu xuất vịt một lần. Đó, và vịt khoảng tầm thời gian đó thì vịt khoảng tầm là 3,3, 3,4 cho đến 3,5. Chăn nuôi heo cách ly, không xả chất thải ra môi trường tự nhiên cũng đang là hướng đi được rất nhiều doanh nghiệp hộ chăn nuôi áp dụng. Chăn nuôi trang trại về quy mô như thế này thì chúng tôi cũng đã có những cái đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt thẩm định rất là chặt chẽ, thì để đảm bảo được là sẽ không có xả thải ra cái môi trường tự nhiên, chúng tôi có những cái quỹ đất để vẫn đảm bảo được là
cái xả thải của từ chăn nuôi heo nó khép kín trong cái phạm vi cái trại của chúng tôi. Sau 31 năm, nông nghiệp Ninh Thuận đã có bước tiến vượt bậc trong tổ chức sản xuất. Thông qua tái cơ cấu ngành nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nhiều giống cây trồng mới như dưa lưới, măng tây, nha đam, nho táo, hành, tỏi đã được ưu tiên phát triển thành những cánh đồng lớn. Đặc biệt, những cái bắp tây ba nhà, bốn nhà trong liên kết phát triển chuỗi giá trị nông sản đang thực sự như một mũi tên trúng nhiều đích, giúp người nông dân chuyển sang tư duy sản xuất nông nghiệp bền vững. Chúng ta có đủ điều kiện để thứ nhất ngoài cái việc tổ chức sản xuất lớn ra thì kêu gọi các doanh nghiệp để đầu tư nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ. Đây là các cái lợi thế về phát triển nông nghiệp của Ninh Thuận trong cái thời gian tới. Thông qua cái việc liên kết thì giúp cho nhà sản xuất, nhà tiêu thụ và chế biến chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau, đi chung với nhau một trên một con đường, tất cả vì hiệu quả. Chúng ta tăng cường cái năng lực, từ năng lực quản lý của các nhà quản lý, năng lực từ các cái doanh nghiệp, năng lực từ các cái hợp tác xã, năng lực từ cái hộ gia đình để đảm bảo thích ứng với cái việc là gì, là tổ chức sản xuất gắn với được với chế biến và cùng tham gia trong cái quá trình kể cả xuất khẩu. Với những bước tiến vượt bậc trong sản xuất nông nghiệp sau 31 năm đến nay, tỷ trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cao trong trồng trọt ở Ninh Thuận đã chiếm 39,5%, năng suất lúa từ 37,3 tạ trên 1 hecta năm 1992 tăng lên 62,4 tạ trên 1 hecta. Bắp từ 6,5 tạ trên 1 hecta năm 1992 tăng lên 45,4 tạ trên 1 hecta. Nho từ 199,9 tạ trên 1 hecta tăng lên 241,6 tạ trên 1 hecta. Táo từ 70 tạ trên 1 hecta tăng lên 392,8 tạ trên 1 hecta. Phát triển được 31 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 57 liên kết theo chuỗi giá trị. Qua đó, nâng thu nhập trên 1 hecta đất canh tác tăng từ 57 triệu đồng năm 2005 lên 137 triệu đồng năm 2022. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 14 mở rộng, sơ kết đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023. Quý 2 năm 2023, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng bộ khối đến cán bộ, đảng viên công chức viên chức trong khối, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề ra trong quý 2, tổ chức học tập quán triệt đầy đủ kịp thời có chất lượng các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, chủ động nắm bắt đầy đủ tình hình, tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, tăng cường đấu tranh chống các âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình, đặc biệt trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, giữ vững ổn định tình hình tư tưởng chung trong toàn đảng bộ khối, tăng cường công tác tổ chức xây dựng đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra năm 2023 đã đề ra, thực hiện tốt công tác dân vận gắn với lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành, gương mẫu, tận tụy, sáng tạo, hết lòng phục vụ nhân dân. Chiều nay, Ủy ban nhân dân các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, Bác Ái và thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức ký kết quy chế phối hợp giải quyết tình hình an ninh trật tự vùng giáp ranh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 14 xã phường nằm dọc tuyến sông Dinh của các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước và thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã ký kết quy chế phối hợp bảo đảm tình hình an ninh trật tự vùng giáp ranh của các địa phương dọc tuyến sông Dinh. Tiếp đó, lãnh đạo 18 xã, thị trấn, cơ quan đơn vị đóng quân trên địa bàn hai huyện Ninh Sơn và Bác Ái đã ký kết quy chế phối hợp bảo đảm tình hình an ninh trật tự vùng giáp ranh giữa hai huyện. Theo quy chế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng vùng giáp ranh an toàn về an ninh trật tự thuộc địa bàn quản lý, xây dựng, củng cố các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khi phát hiện tình hình vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ở vùng giáp ranh, tùy theo tình hình, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trao đổi thông tin, thống nhất các biện pháp chỉ đạo xử lý giải quyết tình hình, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Hàng tháng, công an cấp xã, phường, thị trấn vùng giáp ranh có trách nhiệm tập hợp tình hình, kết quả công tác phối hợp, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương mình.
tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để tập hợp, theo dõi, chỉ đạo. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách trong ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, nhu cầu ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp của các huyện, thành phố, giới thiệu một số kết quả nổi bật trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ tại tỉnh Ninh Thuận, giới thiệu một số công nghệ có tiềm năng chuyển giao, ứng dụng rộng rãi theo nhu cầu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông qua hội thảo, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao các công nghệ cao trong các ngành chủ đạo của tỉnh, ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành thủy sản 1 tháng 4 năm 1959, 1 tháng 4 năm 2023, sáng nay Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lễ thả giống cá nước ngọt tại hồ chứa nước sông Cái thuộc địa bàn hai xã Phước Tân và xã Phước Hòa, huyện Bắc Ái. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thả 41.000 cá giống kích cỡ 4x6cm, bao gồm cá trắm, trôi, mè, chép và cá lăng nha ra khu vực hồ sông Cái. Hoạt động này nhằm tuyên truyền cho người dân thay đổi, nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên, tham gia khai thác có chọn lọc, không sử dụng chất độc, thuốc nổ, xung điện, v.v. Qua đó góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái. Chuyển sang một số thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Sáng nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm đếm và tiêu hủy các loại hàng hóa giả nhãn hiệu, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu với tổng giá trị tài sản hơn 747 triệu đồng. Đây là số hàng hóa vi phạm do các đội công tác thuộc Cục Quản lý Thị trường phát hiện và thu giữ từ năm 2022 đến nay. Các loại hàng hóa bị tiêu hủy lần này gồm các sản phẩm kem dưỡng da, kem tẩy tế bào chết, serum trắng, mặt nạ dưỡng da nhập lậu, không rõ nguồn gốc, trị giá 277 triệu 600 ngàn đồng và hơn 272 ngàn bịch dầu gội đầu giả nhãn hiệu Clear và Sunsilk, trị giá hơn 489 triệu đồng. Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải tổ chức cưỡng chế khắc phục hậu quả hành vi lấn chiếm đất công xây nhà ở đối với ông Nguyễn Khoa Danh ở thôn Lương Cách, xã Hồ Hải. Theo hồ sơ thể hiện, năm 2009, Ủy ban nhân dân xã Hồ Hải ký hợp đồng cho thuê đất công ích với ông Nguyễn Khoa Danh ở thôn Lương Cách, xã Hồ Hải đối với thửa đất số 150, tờ bản đồ số 20 với diện tích 1.221 m². Sau đó, Ủy ban nhân dân xã Hồ Hải gia hạn hợp đồng cho thuê đất 3 lần với ông Nguyễn Khoa Danh đến ngày 31 tháng 5 năm 2015. Tuy nhiên, khi hợp đồng hết hiệu lực, ông Nguyễn Khoa Danh không thanh lý hợp đồng thuê đất mà lấn chiếm để sử dụng rồi xây dựng căn nhà ở cấp 4 với diện tích 172,2 m² và chuồng nuôi gà với diện tích 189,35 m². Do đó, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải đã ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Khoa Danh. Không đồng ý với quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, ông Nguyễn Khoa Danh đã khởi kiện Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, nhưng tòa án cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều bác yêu cầu khởi kiện. Sau khi thông qua các quyết định, hội đồng cưỡng chế tiến hành phá dỡ toàn bộ căn nhà và chuồng trại chăn nuôi gà, khôi phục hiện trạng ban đầu và bàn giao 1.221 m² đất công ích cho Ủy ban nhân dân xã Hồ Hải quản lý. Chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.